chân thằng nó nè. Đi ra cái nó. Chị cứ liền miếng tao. Cái này mà đó, cái này mà đây đây cả bự bự thằng kia tiền chết chưa. Đây chị nhiều. Đưa vào cho mày khánh. Mày khánh thôi chứ mày. Nói đừng có đồ nhá. Đồ chị. Lăng quay xuống ấy. Nước này chắc phải 3 ngày mới cạn cái này. Không, nếu là không mưa thì mai thì xuống bên xuống đường kia đi được. Dạ. Yeah. Thế này lại làm trận nữa thì chắc là gần lên cao. Lên đây là lên cao. Lấy vắng đẩy vào. Mất thức sáng trong bên này sẽ có thật. Rồi, tôi lo việc béo nữa. Kịch quá.